Đây là bé bé thẳng nha. Rất là mạnh đó ạ. Cực kỳ mạnh. Quá đẹp luôn. Chào mừng quý bà con cô chú anh chị cùng quay trở lại với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Và ngày hôm nay Đình Vân sẽ review một bộ sản phẩm gọi là siêu phẩm máy xịt rửa xe cao áp đến từ thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Và ngay bây giờ xin mời quý bà con cô chú anh chị chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về siêu phẩm máy xịt rửa xe cao áp. Logo của máy là TP-LX3700 Pro. Đây. Với công suất của máy là 3700W. Áp lực của máy hoạt động tối đa là 183. Áp lực làm việc là 170 bar ha. Một số phụ kiện đi kèm theo máy là gồm có dây hút lọc rác hai lớp ha, 3700W. Ngoài ra máy còn thiết kế thêm rờ lay nhiệt phía sau, có công tắc chống giật, chống cháy để đảm bảo cái quá trình hoạt động của máy nó không bị quá tải và chống cháy chống giật an toàn tuyệt đối cho quý cô chú bà con. Hệ thống dây xịt của máy là dây bố thép có chiều dài 15m. Vì áp lực của máy rất là lớn nên phải sử dụng đến dây bố thép để đảm bảo chống nổ, chống xì cho quý cô chú anh chị. Và một súng xịt kèm theo một cần nối mà Đình Vân đang đặt ráp hoàn thiện lại đây. Đây là cái súng xịt và cần nối Đình Vân đã lắp ráp vào hoàn thiện. Ngoài ra thì đi kèm theo máy còn có bốn cái béc có tọa độ từ 0 cho đến 45 độ nhé. Đây, bốn cái béc có tọa độ từ 0 đến 45 độ để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng cho chúng ta rất là dễ dàng. Và phía trước đây là hệ thống đầu nén gồm van chỉnh áp, đồng hồ đo áp và máy sử dụng ti sứ đường kính piston là 20 nhá cô chú anh chị. Và ngay bây giờ thì Đình Vân sẽ cấp nguồn và test máy thực tế độ. Đầu tiên Đình Vân sẽ gắn cái béc 0 độ ấy. Máy có rulo để cho chúng ta dễ dàng, chúng ta nới dây rất là đơn giản. Đây, đây là béc thẳng nha. Rất là mạnh đó ạ. Cực kỳ mạnh. Quá đẹp luôn. Và Đình Vân sẽ thay cái béc 15 độ nha. Đây, béc 15 độ. Có 4 loại béc để cho chúng ta dễ dàng thay đổi để cho đáp ứng với công việc của chúng ta. Đấy, béc 15 độ. Có tiết kiệm của nước nó rộng hơn một xíu. Và tiếp theo là thay béc 25 độ. Đây, rất là mạnh. Và tiếp theo sẽ là béc 45 độ nha cô chú anh chị. Đó, béc 45 độ. Rất là mạnh. Đây là Đình Vân chưa có tăng áp lên. Mới sử dụng là đây, chưa có tăng. Cực kỳ mạnh luôn. Nếu chúng ta muốn mạnh hơn thì chúng ta có thể điều chỉnh van chỉnh áp này. Rất là mạnh với áp lực làm việc là tới 170 bar. Rất là mạnh nhé cô chú anh chị. Đó, và như vậy là Đình Vân cũng đã review chi tiết và test máy thực tế đấy, về siêu phẩm máy xịt rửa xe toàn phát LX3700 Pro cho quý bà con cô chú anh chị cùng xem. Và với siêu phẩm máy xịt rửa xe cao áp LX3700 Pro được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, động cơ sử dụng 100% rửa đồng, bảo hành chính hãng tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy 12 tháng cho quý bà con cô chú anh chị.
Và với siêu phẩm máy xịt rửa xe cao áp này thì rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị sử dụng dịch vụ rửa xe máy, xe hơi, xe ô tô, xe tải, xe đầu kéo. Khá là phù hợp mà quý cô chú anh chị ai có nhu cầu sử dụng đến siêu phẩm máy xịt rửa xe cao áp thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại ở trên góc của màn hình để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và bây giờ thì Vân xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo.